Chào mừng quý khán giả, quý nhà nông đang đến với chương trình trả lời câu hỏi livestream trên kênh YouTube An Phước Nông. Kính thưa quý anh chú thân mến, ngày hôm qua thì chúng ta vừa trải qua một cái cuộc trò chuyện trực tiếp giữa kỹ sư Lê Trọng Hồng Vũ và MC Thanh Thoản. Thì qua chương trình đó thì anh chú chúng ta đã có một cái buổi trò chuyện rất là hay về những cái vấn đề liên quan tới cái chủ đề là sáng hạt chống đổ ngã cho cửa phun cuối. Thì như thường lệ là anh em sẽ tổng hợp những cái câu hỏi của quý anh quý chú mình và sẽ giải đáp trong chương trình ngày hôm nay. Ngay sau đây Trọng Hiếu xin mời anh chú chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết. Bà con thân mến, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình ngày hôm nay với câu hỏi của anh Tấn Thanh Lê. Bà con cho hỏi lúa 5451 khoảng 15 ngày nữa cắt khỏi phun đậu ôn được không? Vâng, bà con ơi, thì thường ở cái cử phun cuối mà nếu như mà chúng ta trước đó đó thấy cái ruộng lúa của chúng ta đã bị đậu ôn cổ bông, đậu ôn chánh vé, thì cái cử cuối đó, bà con mình hả, pha thêm miếng nhẹ cái đậu ôn để quản lý là ở trên cuốn hạt đó. Còn ví dụ như hiện tại mà mình không có phát hiện trên ruộng lúa của mình hoặc là trong cái khu vực cánh đồng của mình là nó có cái tình trạng đậu ôn ở cái giai đoạn từ chỗ đến chín, thì cử cuối anh chỉ tập trung vào cái lem lép với cái vô gạo thôi anh ha. Thì em vừa chia sẻ cho anh Tấn Thanh Lê cũng như quý nhà nông cái cách để chúng ta xác định là có cọng đậu ôn vào cử cuối hay không. Rồi em xin hết và xin chúc cho anh Tấn Thanh Lê sẽ có một cái lần vùng tiết kiệm và hiệu quả nhất. Dạ rồi, như vậy là ở cử cuối thì nếu như trên ruộng của chúng ta không có biểu hiện bị đậu ôn nhiều thì mình có thể bỏ qua ha bà con ha. Và câu hỏi thứ hai đến từ khán giả Thạnh Hữu, OM18, của em trổ ngay mưa mấy bữa liên tiếp luôn, bây giờ lép vàng quá, mặc dù là đã phun vi khuẩn rồi. Thì bây giờ tới cái cử công trái me thì có cần cộng vi khuẩn nữa hay không? Thì quý anh quý chú chúng ta biết đó, thì hai cái cử mà chúng ta quản lý vi khuẩn chính ở trên cái ruộng của mình, thứ nhất đó chính là cử trổ lạc sạc và thứ hai trổ đều. Còn cái cử công trái me thì thường anh chú chúng ta phân vân là hỏi cái cử này mình có cần phải phun hay không, tại vì nhiều anh chú mình nói là tới công trái me rồi thì cái ruộng lúa của chúng ta đã giảm tối đa cái khả năng bị nhiễm rồi. Tuy nhiên ở trên thực tế đó thì quý anh quý chú chúng ta thấy là mặc dù là những cái bông ở phía trên, ở ngoài chóp á, thì nó sẽ không có bị vi khuẩn lép vàng nó tấn công nữa. Nhưng mà những cái mà nó gần cậy đó thì bà con chúng ta biết là nó sẽ phơi màu sao. Do đó là cái xu hướng ở cái cử công trái me này, nếu như anh chú chúng ta muốn an toàn thì mình chịu khó mình cộng thêm một cái cử khuẩn nữa. Tại vì ở giai đoạn hiện tại thì Trọng Hiếu thấy là mưa xuất hiện cũng khá là nhiều và trước đó thì rải rác, nhưng mà ở giai đoạn hiện tại thì mình cập nhật là mình thấy là đa phần những trà lúa của anh chú chúng ta đều đã nhận được những cái cơn mưa đầu tiên trong cái mùa này rồi. Do đó là khuyến cáo anh Thạnh Hữu là mình chịu khó mình đầu tư thêm chút xíu cho cái cử công trái me này để mà an toàn. Tại vì Trọng Hiếu thấy là anh nói là ở trên ruộng của anh hiện tại là đã có cái mầm bệnh của vi khuẩn lép vàng nó tấn công nhiều rồi, do đó là mình chịu khó mình cộng thêm ha. Và tiếp theo xin mời kỹ sư Lê Hoàng Vũ. Vâng, bà con ơi, thì Hoàng Vũ xin tư vấn cho hai câu hỏi liên tục. Câu hỏi thứ nhất là của anh Siêu Xây Gia, bà con. Anh này chắc đọc chuyện bảy viên ngọc rồng rồi nhiều nữa bà con ha. Anh hỏi là trời mưa như hiện nay lúa công trái me có nên quản lý thêm bệnh hệ không? Vâng, thì chắc chắn rồi bà con. Nói chung nắng hay mưa gì thì công trái me thậm chí đến đỏ đuôi mình vẫn còn quản lý bệnh hệ. Thì anh nhớ là cái bệnh hệ đó, một là cái nấm nè, hai là cái vi khuẩn đó, thì chắc chắn là trong bình phun phải có thuốc trừ bệnh anh ha. Em xin trả lời nhanh cho anh Siêu Xây Gia. Còn anh Phạm Thiền anh hỏi là cử công trái me và cử đổ đuôi đó thì phun gì cho lúa nó cứng cáp chút xíu. Ở đây anh dùng từ chút xíu thì em nghĩ là mình phải dùng từ là cứng cáp nhiều mới được á, chứ cứng cáp mà chút xíu thì nó cũng đỡ không nổi đâu. Mấy rày mà vũ đi thì những cơn mưa mà nó kèm theo dông lốc bắt đầu đó bà con, nhiều chỗ thì nó bị ngã mà nó cảm giác là nó xoáy tròn tròn vậy nè. Cho nên là anh muốn mà nó cứng nhiều nữa thì anh có thể ứng dụng cái bộ đôi này, đó là trụ thép cải tiến kết hợp với nano K cộng. Trụ thép thì nó vừa cứng vừa giàu gạo theo cơ chế điều hòa sinh trưởng, còn nano K cộng nó cũng cứng cũng giàu gạo theo cơ chế của dinh dưỡng chứa cái kali hữu hiệu. Do đó hai cái này nó kết hợp lại nó sẽ tạo ra cái hiệu quả cộng dồn, vừa cứng cây mà vừa giàu gạo luôn. Rồi anh kết hợp với việc mà quản lý nước ở bên dưới sớm một chút, anh cắt nước sớm một chút thì em nghĩ là cái ruộng lúa của anh Phạm Thiện của chúng ta sẽ cứng cáp nhiều luôn và thu hoạch rất là dễ. Em xin chúc anh có ruộng lúa cứng đứng tới ngày thu hoạch luôn ha. Em xin hết ạ. Dạ rồi, cảm ơn anh Vũ. Và câu hỏi tiếp theo ở vị trí số 5
Nhà nông ở Cờ Đỏ, lúa UM18, hỏi là có giải pháp nào giúp hạn chế cái tình trạng dính chẽn khi thu hoạch hay không? Kính thưa quý anh quý chú thân mến, thì thường cái tình trạng dính chẽn này nó đa phần nó cũng theo cái tình trạng giống nữa. Tuy nhiên thì cái thao tác anh chú chúng ta cũng góp một cái phần trong cái việc mà cái ruộng lúa của chúng ta khi cắt nó dính chẽn. Thì lưu ý cho anh để mà hạn chế cái tình trạng dính chẽn ở cái thời điểm cuối đó, là cái giai đoạn gần cuối, thì anh hạn chế sử dụng những cái nhóm chất thiên về kích thích. Tại vì anh chú chúng ta biết là cái ruộng lúa của chúng ta gần cuối, để mà nó có thể tách cái phần cuống ra khỏi cái phần đó thì nó phải hình thành cái tầng rời. Tuy nhiên mà nếu như anh chú chúng ta sử dụng áp những cái nhóm chất mà nó kích thích nhiều quá, nó ức chế cái ethylene lại, thì khi đó cái cây của chúng ta, cái hạt của chúng ta không hình thành được cái tầng rời, thì nó sẽ có cái xu hướng là nó dính cái đuôi. Thì khi đó là chúng ta suốt nó sẽ bị mất lúa rất là nhiều. Thì thông thường đó, ở cửa cuối anh em có một cái công thức cho anh chú chúng ta là cái nano ca cộng mình kết hợp với cái ga ba sữa. Tuy nhiên đối với cái tình trạng mà anh chú mình canh tác cái giống nào mà có cái xu hướng nó bị dính chẽn ở cuối đó, thì mình cân nhắc là mình bỏ cái ga ba sữa đó ra, mình kết hợp với một cái nhóm khác, mình kết hợp chung với cái nano ca cộng, thì mình sẽ giúp cho cái ruộng lúa của chúng ta hạn chế được cái tình trạng này. Thì bên cạnh đó, nếu như anh chú chúng ta sử dụng cái chế phẩm nano ca cộng trong những cái cử gần cuối, thì cũng giúp cho cái cây lúa của chúng ta hạn chế cái tình trạng này. Thì đó là những cái thông tin chia sẻ đến quý anh quý chú mình về cái vấn đề này. Rồi, kính thưa bà con, thì tiếp nối câu hỏi của anh Văn Lâm Nguyễn cho hỏi lúa bị lép đen thì ngừa giai đoạn nào và trị bằng thuốc nào hiệu quả. Bà con mình biết đó, tất cả những cái bệnh mà do nấm nó xuất hiện trên ruộng lúa của chúng ta ở giai đoạn từ chỗ đến chín đó, thì nó sẽ tấn công nhiều nhất vào thời điểm lúa chỗ lẹt xẹt. Bà con mình nhớ là lúa chỗ lẹt xẹt nha, đến giai đoạn lúa chỗ điều đó thì cái khoảng đó nó sẽ tấn công nhiều nhất. Do đó thì anh sẽ phun xịt ở giai đoạn nào đó, anh hỏi ở giai đoạn nào, thì anh nhớ là lúa chúng ta vừa nứt bắp sắp chỗ, và ở giai đoạn mà nó chỗ khoảng 70-80% ở cái điều kiện thời tiết nắng mưa xen kẽ này. Còn cái nhóm mà để trị lép đen và lép vàng chung đó, thì anh có thể tham khảo cái công thức đó là Hepigon kết hợp với khuẩn APN cho những cái cử phun chỗ lẹt xẹt và 70-80% này ha. Thì tại sao Hoàng Vũ khuyến cáo mà anh phun cái khoảng nó gần lại hơn so với đông xuân, thì anh cũng đã hiểu rồi, có nghĩa là đông xuân thời tiết nó thuận lợi thì bà con mình có thể từ chỗ lẹt xẹt phun xong đợi tới nó chỗ điều ra hoàn toàn thì mình hãy lặp lại cũng được. Còn cái tình hình mà thời tiết nó cứ nắng mưa xen kẽ như vậy thì cái thời gian để chúng ta phun lặp lại lần hai từ lúc chỗ lẹt xẹt đó thì nó sẽ nhặt lại một chút xíu. Anh nhớ là khoảng 70% thì chúng ta phun lại được rồi hết ha. Rồi, em xin chúc anh Nguyễn Văn Lâm sẽ hạn chế tối đa cái lép đen, lép vàng, có những cái bông lúa thiệt là sáng hết ha. Em xin hết rồi. Dạ rồi, cảm ơn anh Vũ rất là nhiều. Và tiếp tục Trọng Hiếu sẽ tư vấn cho một khán giả cho cái cử phun cuối. Thì ở đây Trọng Hiếu thấy là anh chia sẻ là cái ruộng của mình thì bị rất là nhiều những cái vấn đề. Thì trời nắng nóng, xuất hiện mưa, lúa trổ bị sốc nhiệt không có thụ phấn được. Nên khu vực của mình thì bị lép đen quá nhiều. Một số bà con thì còn bị cháy rầy nữa. Nhờ chương trình tư vấn công thức phun xịt cửa cuối. Và thưa anh chú chúng ta thấy là ở trên cái ruộng này mình có cái vấn đề đầu tiên đó chính là bị sốc nhiệt. Cái vấn đề thứ hai đó chính là xuất hiện tình trạng lép đen. Và thứ ba đó chính là cháy rầy. Thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý những cái nào nó quan trọng thôi bà con. Còn những cái yếu tố không quan trọng thì mình chừa lại. Thì ở đây cái yếu tố mà Trọng Hiếu thấy là gần cuối rồi chúng ta không cần phải quản lý nữa, đó chính là cái con rầy. Thì gần cuối rồi, bây giờ chúng ta phun xịt rầy thì coi như là Trọng Hiếu thấy là về mặt chi phí thì nó sẽ không có tối ưu. Do đó là mình quản lý triệt để cái đối tượng lép đen và mình đưa một cái nhóm giúp cho cái bộ lá của chúng ta nó phục hồi, nó xanh trở lại chút xíu, cũng như là mình giúp cho nó chống sốc thì nó sẽ tối ưu hơn. Thì cái công thức trong cái cửa cuối này Trọng Hiếu sẽ đưa cho anh chú chúng ta ba cái chế phẩm. Thứ nhất là cái ABN Vin 10, cái thứ hai là cái ga ba sữa, và cái thứ ba đó chính là cái nano ca cộng. Thì mình đưa cái ABN Vin 10 vô một phần đó là mình sẽ giúp cho cái ruộng lúa của chúng ta phòng lại những cái đối tượng lem lép ở bên trên. Thì điển hình ở trên ruộng của anh đó chính là cái tình trạng lép đen. Thứ hai, cái ga ba sữa mình đưa vô một phần là chúng ta sẽ giúp tăng cái kích cỡ vỏ trấu lần hai,
Bên cạnh đó thì mình đưa cái GABA sữa, nó cũng giúp cho cái bộ lá của chúng ta nó xanh, nó hồi xanh trở lại. Tại vì mình biết là cái GABA sữa nó sẽ chứa cái cetokinin và cái cipicilin, thì nó có cái khả năng là nó sẽ ức chế lại cái ethylene, từ đó làm cho cái bộ lá của chúng ta đang bị nhiễm rầy, nó có phần hơi vàng đó, thì nó sẽ xanh trở lại, nó phục hồi lại cái khả năng vô gạo, giúp cho cái hạt gạo của chúng ta trong cái chặng cuối này nó được phát triển một cách tốt đẹp nhất, kết hợp với cái chế phẩm Nano Ca Cộng là một cái dòng vô gạo đặc hiệu của phía bên An Phát Nông. Thì xin kính chúc cho ruộng lúa của anh Nguyễn Văn Duy cũng như là những cái ruộng lúa lân cận anh đó có cái tình trạng này thì chúng ta sẽ khắc phục được tốt nhất, và cuối vụ thì mình thu hoạch được ngon lành ha. Và tiếp tục xin mời anh Vũ ạ. Vâng bà con ơi, thì đây là một cái chuỗi câu hỏi liên quan đến liều lượng sử dụng và cái giai đoạn sử dụng của những cái chế phẩm, thì Hoàng Vũ xin trả lời nhanh hết bà con ha. Đầu tiên thì lúa đỏ đuôi xịt trụ thép cải tiến bằng máy bay liều bao nhiêu? Quang xin tư vấn nhanh, đó là 2 chai trụ thép cải tiến cho 1 hecta liều máy bay. Rồi tiếp tục câu hỏi của anh Nguyễn Hùng Sơn. Lúa 5451 80 ngày có phun trụ thép được hay không? Rồi câu trả lời nhanh, đó là được bà con. Trụ thép thì mọi giai đoạn đều được, cho nên Hoàng Vũ cũng trả lời luôn cho anh Linh Chi nè, anh hỏi là lúa 52 ngày phun trụ thép được hay không. Nói chung là từ đầu đến cuối giai đoạn nào mình xài cũng được, nó rất là an toàn các bà con. Nên mình không cần sợ bất kỳ những yếu tố bất lợi nào cho ruộng lúa. Bà con mình cứ nhớ là 2 chai cho 1 hecta, và mọi giai đoạn nào mình cần được cứng cây thì mình cứ phun. Rồi còn có một câu hỏi của anh Lương Nguyễn. Ca cộng 1 chai xài được nhiêu mét vuông? Rồi anh Lương Nguyễn thân mến, ca cộng 1 chai mình xài được cho 5 công. Đó, thì anh cứ nhớ cái liều này để mình đầu tư cho ruộng lúa của mình. Rồi qua những cái câu hỏi nhanh này thì Hoàng Vũ cũng mời bà con mình có ít phút giải lao để chúng ta chuyển qua phần tiếp theo của chương trình hả bà con ha. Chào mừng quý khán giả, quý nhà nông đang trở lại với chương trình trả lời câu hỏi livestream trên kênh YouTube An Phát Nông. Kính thưa quý anh chú thân mến, chúng ta đang giải đáp những câu hỏi của quý anh quý chú mình trong chương trình livestream ngày hôm qua. Và tiếp tục Trọng Hiếu xin được phép tư vấn cho khán giả Nguyễn Thi Liên. Lúa em 5451 chỗ gần đều rồi mà chiều nào thì cũng có mưa hết, rồi bây giờ mình phải xịt cái gì? Dạ thưa anh chú, chúng ta thấy là đối với cái tình trạng của chị Thi ở đây thì cái ruộng lúa đang trong cái giai đoạn rất là nhạy cảm. Nếu như mà chúng ta quản lý không có tốt thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng là bị lép vàng, cũng như là cái đối tượng lem lép hạt nó gây hại trên cái ruộng lúa của mình. Thì thứ nhất á, là cái cử trổ rần chỗ đều, có nghĩa là chị phun kiểu lẹt sạc rồi, nhưng mà cái khoảng thời gian từ cái cử mà chị phun lẹt sạc tới chỗ đều nó rất là xa chị. Nhưng mà ở đây chỉ nói là ngày nào cũng mưa thì chịu khó là phun cử xen giữa dùm cho Đồng Hiếu. Tại vì sao? Tại vì khi mình phun xong đó, đâu đó thì một ngày thì nó không sao, nhưng mà nếu như một ngày rồi bước qua hai ngày nữa mà nó cứ mưa như thế thì tình trạng lép vàng nhiều khi nó lại ảnh hưởng nhiều ở trên cái ruộng lúa của chúng ta. Thì cần thiết là chị nên phun một cái cử vi khuẩn, chúng ta kết hợp với cái giải pháp lem lép, và đồng thời nếu như được nữa đó thì trong cái cử này con chúng ta biết là cái điều kiện mưa thì nó làm cho cái sức khỏe của cái hạt phấn của mình nó trở nên nó bị yếu đi, thì chúng ta cộng thêm cái Supercat, mình cộng thêm những cái chế phẩm trừ nấm và vi khuẩn. Thì ở đây Trọng Hiếu khuyến cáo cho anh chú chúng ta, thứ nhất là mình lấy cái bộ đôi giải pháp vàng, chúng ta kết hợp với cái Supercat chúng ta phun trong cái cử này thì nó cũng rất là hiệu quả đối với cái cử xen giữa ha chị ha. Còn nếu như cái ruộng lúa của chúng ta đến cái thời điểm mà mình bắt đầu mình trổ đều thì mình sẽ có cái công thức như thế này. Chúng ta sẽ lấy cái Supercat mình cộng với cái kẽm và mình cộng tiếp với cái cặp đôi giải pháp vàng, thì mình vừa bảo vệ cái ruộng lúa của chúng ta khỏi những cái đối tượng nấm bệnh, vi khuẩn, vừa chống sốc và giúp cho cái quá trình thụ phấn của chúng ta trong cái thời điểm mưa xen kẽ này nó được thuận lợi hơn. Thì đó là cái thông tin cũng như là cái công thức mà Trọng Hiếu muốn chia sẻ đến cho chị Thi. Xin cảm ơn chị Thi đã gửi câu hỏi về cho chương trình. Rồi bà con ơi, có một khán giả có cái tên mà Hoàng Vũ nhìn mà hay nhớ là cái tên Cua Đồng 97 bà con. Anh hỏi là lúa 5451 cử đón đồng nên xịt gì để giúp lúa cứng cây, xanh lá và phòng trị bệnh. Rồi kính thưa bà con, thì nó có một cái công thức, đó là Agigon kết hợp với trụ thép cải tiến. Vâng, thì đây là cái cứng cây xanh lá thì anh phun vô chừng đôi ba ngày sau mình đã thấy liền. Còn cái yếu tố mà phòng bệnh đó anh, thì nó sẽ thuộc vào cái Agigon 620. Đây là cái dòng mà nó có chứa những cái nhóm chất để nó kích kháng bệnh mà con.
Bà con thấy là những cái ruộng lúa mà ứng dụng Agrigon 620 được ở cử phân đợt 1, đợt 2 rồi nuôi chồi chẳng hạn, thì suốt quá trình đó bà con mình không cần cộng bất kỳ cái thuốc trừ bệnh nào hết. Và thực tế cho thấy là lúa mình rất rất xanh khỏe, không có bệnh mà con. Cho nên là với công thức này bà con thấy tuy đơn giản, sao mà trong bình nó có hai loại à, nhưng mà trong đó thì nó bao hàm một cái công nghệ rất là cao của châu Âu. Cho nên khi bà con chúng ta ứng dụng thì chắc chắn là nó kháng bệnh rất rất là nhiều luôn, không cần cộng thuốc bệnh luôn. Chỉ tới khi nào giai đoạn mà bắt đầu chỗ đó thì mình mới quan tâm những cái nhóm thuốc trừ bệnh do nấm, do vi khuẩn nha anh ha. Rồi xin chúc anh Cua Đồng sẽ có một cái lần phun tiết kiệm và đạt cái mong muốn cứng cây, xanh lá, phòng bệnh mà anh đã đặt ra cho chương trình. Dạ rồi, cảm ơn anh Vũ với công thức vừa rồi. Và tiếp tục là câu hỏi số 14 của anh Ba Lúa. Lúa em 5451, hôm nay 59 ngày mới phun thuốc, nhưng nước mưa dưới ruộng thì nhiều quá, khoảng 3 tấc. Thì cho hỏi là nước nhiều như vậy thì có ảnh hưởng tới cái quá trình trổ của lúa hay không? Dạ thưa anh Ba thân mến, thì đối với một cái tình trạng mà cái mực nước ở trên ruộng của chúng ta tầm khoảng 3 tấc thì Đồng Hiếu thấy nó sẽ không có ảnh hưởng tới cái chuyện trổ của cái ruộng lúa mình. Tuy nhiên cái vấn đề mà anh quan tâm ở đây đó chính là ở thời điểm hiện tại thì mưa, đó chính là những cái cơn mưa đầu mùa. Mà chúng ta biết là mưa đầu mùa thì nó chứa rất là nhiều những cái độc chất, nào là axit, nào là những cái đạm nó không tốt. Thì cần thiết nếu như được đó thì anh có thể xả cái nước này ra và chúng ta thay mới cái nước vào. Và khi mà chúng ta thay mới vậy đó thì anh thấy nó nhiều quá thì mình có thể cân chỉnh. Còn ví dụ như mà kẹt quá cái ruộng của anh mà nó không có thay nước được trong cái thời điểm này luôn thì Trọng Hiếu thấy nó cũng không có ảnh hưởng nhiều đâu con. Tại vì thường đó, trước đó có những cái video clip mà anh em chia sẻ anh chú chúng ta vào cái thời điểm mà bị ngập nước đó, cái ruộng lúa của chúng ta ngập hầu như là nó gần lên tới trên cái bông luôn. Tuy nhiên là cái cây lúa của mình nó rất là hay, nó có cái khả năng là nó siết chặt cái bẹ lúa của mình lại để không cho những cái đối tượng ở bên ngoài nó chui vào, cũng như là không cho nước từ cái môi trường bên ngoài nó chui vào trong cái bẹ lúa non của mình. Nó bảo vệ rất là tốt, do đó là anh chú chúng ta cũng yên tâm về cái tình trạng này ha. Và quan tâm dùm cho Trọng Hiếu là khi nào mà mình canh mình thấy nó nứt bắp, nó chuẩn bị chỗ lạc sạc đó, thì chúng ta sẽ có một cái cử chúng ta tác động để mà quản lý vi khuẩn cũng như là quản lý lem lép thì nó sẽ tốt hơn cho cái ruộng lúa của anh. Xin cảm ơn anh Ba. Rồi bà con ơi, thì với hai câu hỏi cuối thì Hoàng Vũ cũng xin được trả lời nhanh luôn bà con. Anh Thanh Hà anh hỏi là nếu mà xài cặp giải pháp vàng thì khỏi cần cộng khuẩn ABN được không? Thì mình cộng vô làm chi bà con, tại trong cái cặp giải pháp vàng thì nó đã có vi khuẩn chổng rồi thì mình khỏi cộng với anh Thanh Hà ha. Và cái câu cuối là của anh Nhân Phương Trà, anh hỏi là mình phun nấm chi cô lên rơm rạ rồi tuần sau rồi mình làm đất mình xài vụ mới được hay không? Vâng, cái câu đầu tiên á, là Hoàng Vũ sẽ trả lời đó là được. Tuy nhiên nha, nếu mà một tuần đó thì có thể là chi cô nó chưa có phát huy hết những cái công dụng của nó để quỷ cái lượng rơm rạ ở trên đồng của anh. Cho nên vụ lỡ vụ này thì thôi. Còn tới những vụ mùa sau anh dài dài anh chút anh, vụ 10 bữa nửa tháng gì đó thì Hoàng Vũ nghĩ là cái việc mà xử lý rơm rạ nó triệt để hơn anh ha. Rồi thì đó là những cái phần tư vấn nhanh cho những câu hỏi cuối cùng của chương trình. Rồi những cái lưu ý và những cái lời kết thì Hoàng Vũ xin chuyển lại cho kỹ sư Trọng Hiếu. Dạ rồi, cảm ơn anh Vũ. Và con thân mến, như vậy thì những lời kết thì Trọng Hiếu xin nhắn gửi đến chú chúng ta. Thứ nhất là chúng ta phải quan tâm tới những cái đối tượng như là lép vàng vi khuẩn. Mặc dù là một số khu vực anh chú chúng ta thấy là không có mưa, tuy nhiên thì cái lượng sương ban sáng cũng là một cái môi trường rất thích hợp cho cái đối tượng lép vàng nó tấn công và nó gây hại trên cái ruộng lúa của mình. Thì ba cái thời điểm nhắc nhớ anh chú chúng ta phun xịt, thứ nhất là cử lạc sạc, thứ hai là cử trổ đều, và thứ ba đó chính là công trái me. Chúng ta dằn nhẹ lại thêm cái nó hợp còn khác. Tuy nhiên thì trong cái thời điểm giao nhau giữa ba cái cử đó mà có mưa nó ảnh hưởng tới cái ruộng lúa của chúng ta, đặc biệt là mưa vào cái lúc mà cái hạt lúa của chúng ta khi trổ lên mà nó phơi màu đó, thì càng phải cộng những cái cử xen giữa, nào là chúng ta đưa những cái nhóm quản lý nấm và vi khuẩn. Còn nếu như mà những cái cơn mưa nào nó rớt xuống ruộng của anh chú chúng ta thì chúng ta phải bỏ cái lượng nước mưa đó theo bà con khác. Và ngay bây giờ Trọng Hiếu cùng với anh Hoàng Vũ xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những chương trình hay và hấp dẫn hơn nha.